Thực hiện chủ trương thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp theo đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho hội viên nông dân, phát triển kinh tế. Tổ hội nuôi bò xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ được thành lập, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề tham gia. Sau hơn một năm thành lập, tổ hội đã góp phần phát huy sức mạnh liên kết của các hội viên nông dân trong chăn nuôi. Tổ hội nuôi bò xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ được thành lập vào tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của 19 hộ, khoảng 100 con bò. Theo định kỳ ngày 15 và 30 hàng tháng, tổ hội nuôi bò xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức họp để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Thành viên giỏi hướng dẫn thành viên mới, hoạt động hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực nên tổ hội ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, được hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ, các thành viên trong tổ hội cũng mạnh dạn hơn trong đầu tư, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò. Hiệu quả chăn nuôi cùng thu nhập nhờ đó cũng được nâng lên. Nhiều hộ nuôi bò là thành lập trước kia là nó tự tung tự phát nên chăn nuôi nó không có hiệu quả. Sau khi cái thành lập này để bà con họp mặt lại với nhau để nắm bắt được cái kinh nghiệm thực tế và là nắm bắt được cái khoa học kỹ thuật của nhà nước đưa ra để bà con tiếp xúc. Rồi sau đó vậy là chăn nuôi để cho nó đạt cái hiệu quả chất lượng cao. Kinh tế của các hộ tham gia tổ hội nuôi bò xã Phước Hội khá ổn định, với mức thu nhập từ 60 tới hơn 100 triệu đồng một hộ một năm. Cũng nhờ liên kết với nhau mà bò khi đến lứa xuất chuồng đều được giới thiệu đến các đầu mối tiêu thụ với giá tốt nhất, nên không còn chuyện bị thương lái ép giá. Khi mà nuôi xong mà xuất chuồng á, thì cũng được các cái thành viên và tổ trưởng tổ phó cũng hướng dẫn những cái thương lái nào đó mà mua dưới cái giá mà nó tốt hơn thì chúng tôi sẽ bán cho những cái thương lái đó, thì không còn bán theo cái đại trà như hồi đó nữa. Thì hiện nay thì nói chung là chúng tôi rất an tâm về cái vấn đề mà chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi cũng như là cái đầu ra của cái nuôi bò hiện nay. Bây giờ nhờ cái tổ của nuôi bò này em cũng có kinh nghiệm học hỏi thêm, dạ cũng tốt hơn hết mấy mọi năm trước. Thành công ban đầu của tổ hội nuôi bò xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ càng khẳng định vai trò giúp cho hội viên nông dân tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất, đồng thời góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn và giúp nông dân có cơ hội phát triển kinh tế ổn định, bền vững.